Ba dấu hiệu chứng tỏ cuộc sống đang dần lên hương, một điều cũng đủ ảnh hưởng cả hậu vận mai sau. Cùng Trầm Hương Thiên Đức xem đó là những dấu hiệu gì bạn nhé. Một người thực sự mạnh mẽ có thể bắt tay nỗi cô đơn, xây hàng rào, trồng hoa trong lòng và chờ hoa nở. Có một chủ đề trên Zhihu, sự khác biệt lớn nhất giữa kẻ mạnh và kẻ yếu là gì? Bình luận được đánh giá cao nhất đó là, người mạnh mẽ thường biết hạ mình và nói những lời nhẹ nhàng, phá vỡ cục diện bằng cách hành sự dứt khoát và đắm chìm trong sự cô độc một mình. Thật vậy, lời nói và việc làm của một người thường quyết định đến cả số phận của chính họ. Nếu phát hiện bản thân đang có 3 điểm này, cuộc sống của bạn đang dần trở nên tốt đẹp, thành công nằm trong tầm tay. 1. Nói chuyện mềm mỏng. Kinh lễ của Khổng Tử có ghi, miệng chớ nói những lời ác độc, thân không hứng chịu lời cay, tạm dịch. Ý nói, khi bản thân không lời chua ngoa ác độc với người khác, thì người khác cũng không đáp trả bằng lời tương tự với mình. Giọng điệu ương ngạnh, thẳng thừng không thể khiến đối phương thấu hiểu, còn dễ khơi dậy sự oán giận và làm mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Ông cha ta thường dạy, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói chuyện mềm mỏng nhỏ nhẹ nhưng có sức mạnh thuyết phục cao, chính là cao thủ trong giao tiếp. Nhà thơ người Ý Dante Alighieri từng nói, ngôn ngữ là một công cụ quan trọng của chúng ta cũng như con ngựa của hiệp sĩ vậy. Một lời nói có thể tạo nên hoặc phá vỡ điều gì đó, cũng có thể sưởi ấm hoặc làm tổn thương ai đó. Thay vì tỏ ra hung hăng và khiến đối phương rơi vào tình thế khó xử, hãy giấu đi sự ngông cuồng của mình để chờ cho đối phương con đường lui. Những người ăn nói thẳng thừng, không có chừng mực thường chưa biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Người có trái tim mạnh mẽ không bao giờ dùng câu từ của mình để lấn át bất cứ ai, giọng điệu càng dịu dàng và điềm tĩnh thì càng duyên dáng và khí chất. 2. Hành sự cứng rắn. Có câu nói, nếu bạn không tàn nhẫn với chính mình thì cuộc đời sẽ tàn nhẫn với bạn. Chỉ cần bạn có thể chịu đựng được khó khăn và bất bình thì không có trở ngại nào trong cuộc sống không thể vượt qua. Giống như con nhộng tằm, bạn học cách nghiến răng chịu đựng, vượt qua những trở ngại bằng sự đấu tranh không ngừng trước khi thoát ra khỏi kén và trở thành một con bướm. Có một câu nói rất hay, đằng sau mọi sự xuất sắc là những con người cứng rắn, sẵn sàng từ bỏ. Chỉ khi làm việc chăm chỉ đến mức bất lực, bạn mới có cơ hội gặp được phiên bản tốt hơn của chính mình. Chỉ bằng cách không ngừng vượt qua chính mình, bạn mới có thể tiến thêm một bước nữa trên con đường hướng đến đỉnh cao. 3. Thích ở một mình. Nhà văn người Anh Anthony Starr từng nói, khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời là khi chúng ta sở hữu được sự giác ngộ chưa từng có và khám phá điều mới. Và hầu hết những khoảnh khắc này đều xảy ra khi chúng ta ở một mình. Một mình một cõi, chúng ta dễ dàng cuốn theo dòng chảy, là trạng thái cống hiến hết mình, truyền cảm hứng và tạo ra giá trị. Để bình tĩnh lại, mỗi tháng Bill Gates dành một tuần một mình ở kênh đào Hood, một vịnh ở bang Washington của Mỹ cho tuần suy ngẫm. Ở đó, ông đọc nhiều sách, bài báo khoa học và suy nghĩ về cách đầu tư, lập kế hoạch cho tương lai. Trong một lần đóng cửa này, ông đã đặt nền móng cho sự phát triển và trưởng thành sau này của Microsoft. Một nghiên cứu cho thấy, hơn 70% người thành công trên thế giới thích tìm kiếm nguồn cảm hứng và câu trả lời trong môi trường đơn độc. Bằng cách loại bỏ cảm xúc, họ có thể bình tĩnh và suy nghĩ về các vấn đề để đưa ra quyết định đúng đắn. Có người từng nói, con đường tu hành và tìm kiếm chính mình luôn cô độc, bởi trí tuệ phải đến từ cô độc. Nếu một người có thể đạt được điều gì đó, trong cô độc thì trái tim của họ đương nhiên mạnh mẽ. Một người thực sự mạnh mẽ có thể bắt tay nỗi cô đơn, xây hàng rào, trồng hoa trong lòng và chờ hoa nở. Trầm Hương Thiên Đức chúc anh chị thành công và may mắn trong cuộc sống.